Ôi giời. Ui giời. Ôi. Anh ơi. Ui. Chuột của anh ấy. Ôi. Xong rồi. Mà đằng nào có ăn được đâu. Ai bảo. Thôi xong. Ôi. Ai bảo. Ôi thôi xong rồi. Nằm của tôi. Bố là vãi chưởng. Tao đem đi rửa ra. Ôi thôi. Tao đem đi rửa. Anh ấy. Mang cái tôi chó như vậy mà. Đi rửa, đi rửa, đi rửa. Phí thế. Vẫn bẩn chừ. Nhóm nó có không? Ngon lắm, cái này ngon lắm. Okay. Thật, tao thề cái này luôn. Ngon. Tao bảo ngon là ngon, cãi nhỉ? Anh bảo cái gì chả ngon. Như trứng luộc ấy. Luộc khác. Lôi, kỹ thuật. Ui, đèn đấy này. Ui, hơi đèn thì các bạn. Cái đèn xỉ ơi, đèn. Sao mình vịt nướng. Tận này, bạn đèn quỳ. Đó này, chó chả ăn. Chó. Chó chả ăn. Tí nữa có thằng xin làm chó mày tí đâu. Anh ấy. Lòng ta là vòng. Đốt bố lên rồi. Kính cái gì mà kính. Chuột lắm thật đấy, tí về lấy cạm đi để đánh. Bò ngáng cả mặt mình. Thật. Anh đi đánh đi. Tí nữa tao nướng xong đó. Trời. Quay đây chứ. Quay đây đi con. Đã thế đi. Mày. Mày thích chơi bài tao. Cầm đấy. Xiên nữa. Anh nó là tối. Bây giờ đến tối làm vài phát như thế này nữa. Vụng về. Làm ta là vòng. Đây, người cầm tay này nữa, ta cầm tay này nữa. Anh đi nướng rồi chả ăn. Em nhìn lại à. Trời ơi chưa. Ây da. Ây da. Anh mỡ dày quá, xuyến mãi đến được. Dày cái gì? Đi mồm biết cái gì. Xuyến này phải đấy. Rơi được nữa. Nhảy nhật. Đi rửa hết cả. Đi rửa hết cả gia vị. Ôi. Bẩn. Chưa bẩn. Bẩn thì... của anh chỉ cho chó này thật đấy. Mày thì cho lợn. Lợn nó sạch hơn chó. Lợn nó sạch hơn chó. Anh ngu đấy. Đây. Anh không chỉ ở đầu đâu. Đấy này, cái này mình phải rơi hộ bố mày cái. Mình lại sợ mày quá cơ. Đi ăn rồi rồi. Chán ngắt. Vẫn vàng này. Không. Nấm rất là ngon, mày hiểu không? Cái tấm nướng được. Nào im đi ơi. Nấm là đặc sản. Thế nên là rất là ngon. Thức ăn chúng ta không được bỏ phí. Hiểu chưa? Ừ, rồi. Thầy bảo phải nghe. Thầy bảo phải nghe. Không được bỏ phí thức ăn. Trời, anh là một thực ấy. Trời, người ta thấy người ta chửi vào mặt anh ấy. Tăng tăng. Đến lúc nào cũng còn màu đen nữa thì là nó chín. Cũng còn màu vàng nữa là nó chín. Không có. giờ nhìn đấy. Ui chín rồi. Nhưng bẩn thề mà. Bẩn thì bẩn. Nó cháy nó thế đấy. Thế nó cháy nó chả thế. Lại còn bẩn nữa. Ui chín nó là ghê quá. Ui giời, ngon phết đấy. Lầm lướng. Ai da. Ê cái mặt kia vàng. Ui. Thịt nữa. Ui dài lắm. Mơn. Đấy là tốt này chả còn. Mời các bạn miếng nhé. Mày không ăn. Miếng. Ăn chả. Ăn thử. Giòn ngon cực kì. Ủa cái tóc mỡ này ăn với cơm nguội ngon lắm. Tóc cái gì mà tóc nhỉ? Chắc tóc. Dài khó cắt. Rào xì cực nhỉ. Ôi dù. Ăn ngon lên nhỉ? Ăn như cao su ấy. Ê, ăn nó giống kiểu bánh sữa. Ăn như bánh sữa lắm. Hơi nhạt. Thế người ta làm bánh sữa từ cái này nhỉ? Hơi nhạt này anh rửa hết kia rồi. Rửa mất hết muối rồi. Ê, đây là bánh sữa. Giờ vờ các bạn. Giờ vờ các bạn này. Tuyệt vời. Anh mà sờ vờ. Cứng thì cứng với muối. Cái lời cái lá này ăn ngon. Mày phải đấy. Đấy nhá. Đấy, tao đi lấy muối nhá. Ăn dùng bánh sữa nhỉ. Dài ghê. Mình chưa ấy. Cái sống. À. Ngon kìa. Ngon. Cái này bẩn đấy. Nó đã bẩn hết rồi. Trong này hôi chứ. Trong này mùi như cực. Nhiều cái đỏ. Ở trong giữa này chưa chín. Hôi lắm đấy còn bẩn nữa. Nhiều cái cá nó ăn. Làm luôn miếng đó. Ngon rồi. Dạ quá nhưng mà bẩn. Như cao su ấy. Ôi, như kiểu ấy. Như kiểu. Bánh chưa. Bánh đấy chưa? Cái này gai rồi. Bảo không nghe. May là mình còn ném đi đấy. Không ném thì mà lại cả về chén đâu thì tối rồi đấy. Ở giữa hồ dãi. Ông chưa của anh Yên à, tao vừa bị quát cơ. Ôi kìa, đi lấy muối mà còn một gói muối nó lấy hết của chó. Tao vừa bị quát một trận. Ấy, đâu ấy? Mới lại ăn hết à? Ăn gì? Cái gì? Đâu? Cá gì? Đưa đây đấy. Tao vừa ăn được có 2 miếng. Ta ăn này. Ta ăn cái gì có mà mày ăn thì có. Mày là... Em ăn có mấy miếng ở ngoài thôi. Trong hôi xì ra. Hôi xì đập như cẩu ấy. Sữa bò ấy. Sữa bò. Ở trong sữa hôi xì em ném mùi gì sao? Mày bị rô à? Nhặt lên đây. Ai? Nhanh. Ở ra. Nhanh. Ta. Có muốn ta cho xuống ao không? Cho cái gì? Nào. Ở ra. Đâu? Ai? Xong rồi ném xuống ao. Đâu? Dao ấy. Đâu rồi? Xuống lấy, nhanh. Xuống lấy, nhanh. Tao ném mày xuống lấy. Nào, mày ném xuống ao phải không? Tao ném mày xuống ao. Bớt lên nhá. Nào. Đây này. Đây cái gì? Đây này. Đâu? Đây. Nếu mày không rơi xuống này. Ném đi. Tao lại vả nó phát rồi.